Xin chào các bạn. Để tiếp tục chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn Workshop thì hôm nay tôi có thay cái phụ xe của xe second hand đó, xe nghĩa địa đó các bạn. Họ chạy hư rồi, rồi dây cáp họ xét hết thì thay cái phụ với bộ chân cổ. Và nhân tiện đây tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mình đo dây thắng cáp nha, và dây đề. Thì dây đề, đo dây đề trước mới đo thắng. Thì đo thế nào là đủ, thế nào là thiếu, thế nào là dư. Thì chắc chắn là chúng ta phải đủ hoặc dư, dư 1-2 cm thì là tốt. Còn nếu dư nhiều quá không tốt. Và cách đi dây, cách đi dây dây thắng và dây đề các bạn. Có những sườn, những khung mà người ta làm cái dây, cái tay bên đây, cho người ta đi xuống bên đây. Và cái tay bên trái, tay bên trái để trước đi về phía bên tay trái. Bên tay phải thì dây đề đi về bên hông sườn, bên phía bên tay phải, bên hông sườn. Thì nhưng có những sườn đó các bạn, những nhà sản xuất người ta làm như vậy, nhưng mà chúng ta không nên thỉnh tùy theo những người thợ nha, ta nhìn ta biết, chúng ta không nên đi theo nhà sản xuất. Tại vì có những sườn bắt buộc chúng ta phải đi theo nhà sản xuất, đi bên đây, đi bên đây, bên đây, đi bên đây. Thì tại sao chúng ta không đi từ bên đây đi vòng qua đây cho nó dài hơn chút xíu, và bên đây đi qua đây dài hơn. Thì đi tay đi ngắn, như các bạn biết, đường khoảng cách ngắn mà cong nhiều quá thì nói về chúng ta chạy xe đó, đường cong nhiều quá chắc chắn chúng ta phải giảm tốc độ. Đường có 5 km mà giờ nó ẻo vậy thì quanh co các bạn không thể nào đi nhanh. Đi nhanh các bạn sẽ bị té, và quanh cua không được, mất lực hướng tâm là bạn té. Thì trong cái này cũng vậy, nó tương tự các bạn. Thì dây cáp ở trong nó rất là nhỏ, như cho đường kính dây cáp rất là nhỏ và ở trong cũng nhỏ, mà đường nó ngắn mà các bạn cho nó cong nhiều quá. Đường ngắn nha, là tôi nói là khoảng cách ngắn đó, mà nó cong nhiều quá thì độ ma sát càng cao. Độ ma sát càng cao thì khi các bạn sang số đó thì chúng ta không có đo được lực. Lò xo thì nó có lực chính, lực của nó bao nhiêu thì nó đẩy nhiêu đó. Cái nào mạnh nặng hơn cái lực đó thì nó đẩy không đi, nó kéo không đi, không được. Thì còn lực của chúng ta đẩy nhẹ thì đi nhẹ, mà nó nặng quá thì chúng ta ráng sức. Rõ ràng con người chúng ta không thể nào cân sức được, đúng không? Nó nặng quá tôi đẩy mạnh cho đi. Thì lúc các bạn đẩy nặng thì khi đề trả số về cũng nặng, cũng chậm. Chậm đi đường trường thì không sao, nhưng mà các bạn ra dốc á, vô địa hình đường những cái đường mà nhiều khi số cần phải lanh lợi, nhanh lẹ để các bạn chuyển số đi cho nó phù hợp, chứ nó không bị rớt nhịp thì rất là khó. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái vấn đề đó. Thì trước hết là đi dây thì các bạn nên, nếu mà sườn cho phép thì chúng ta sườn bắt buộc đi bên đây, mà chúng ta xem nếu mà chúng ta đi chéo bên đây đi qua bên trái, bên phải đi qua bên trái đi qua bên phải, nó sẽ xa hơn chút xíu các bạn. Đường xa, khoảng cách xa cong ít thì sẽ nhẹ, mà đường khoảng cách gần cong nhiều thì độ ma sát cao, nặng, các bạn nhớ nha. Rồi thứ hai nữa, cách đo, khi đo tôi sẽ chỉ cho các bạn đo tại sao. Thì tùy theo size của các bạn, thường thường các bạn fit xong rồi đó, fit xong rồi thì khi các bạn check lên xe tải, cái này là nhà sản xuất người ta tính nha, chứ không phải tôi nha. Khi bạn chắc xe, các bạn có thể quay đầu lên nè, quay ngược lại thế này nè. Đó. Thì bây giờ là cái đường thẳng nha, đang ngay tâm đường thẳng nè, tôi quay lại nè. 90 nè. Phải 180 độ các bạn, 180 độ. Thì các bạn phải đo cho nó đủ, quanh coi đi, quanh 180 độ là cái dây nó chỉ chằm ở đây vừa đủ. Dư chút xíu ok. Tại khi người ta đã tính rồi, khi các bạn chạy trên đường, lỡ mà chúng ta xe nó ngã hoặc chúng ta té đi, hoặc vô tình nó ngã cái, thì các bạn mà cân thiếu, đo thiếu, thì thí dụ nói đây qua bên đây đo thiếu nè, khi các bạn té nè, mới vừa giật qua mới 45 độ mà chưa được 90 độ nữa, tại vì các nó căng rồi, thì giả sử dây đề thì nó giải số, còn dây thắng á mà nó căng thì sao, tự động càng căng. Thì khi mà các bạn quên co nó căng vậy nè, thì nó cái cổ này nó thay thế bằng tay của bạn bóp thắng đó, là nó kéo dây thắng căng, thì cái thắng tự động bóp là các bạn không hiểu tại sao
còn té, đang quanh cua cái té. Và tôi đã gặp rất nhiều trường hợp đó. À, có những anh mua cái shop chai anh ở đâu không biết, anh là bên hãng Toyota đó, lúc mà tôi còn ở bên địa chỉ bên Nguyễn Văn Trân, thì anh có đem tới, anh chưa kêu chỉnh sửa cam mới mua về, sẵn số lần lạc không có chỉnh, mà tôi nói anh không nghe, anh nói trời xe của hãng mà anh làm gì. Tôi mới thật sự mình thật tình thôi, chứ mình không có hay ho gì, mình không nói người ta không biết, người ta vô tình lắc cái chạy ra là quanh cua tao té, tự nhiên quanh cua thắng. Cái đây là chứ các bạn cái gì thắng nó ngắn ngủn, quanh cua cái tôi mới chỉ anh ta thấy không, anh ra cua anh quanh cua ra trận đảo là anh té liền, chứ đừng nói là anh nên chạy tới nhà. Là nếu các bạn dư quá thì dư quá các bạn biết rồi, độ ma sát nó cao, nó dài quá thì bạn đẩy nó nặng, ma sát nhiều bạn nặng, nặng không lượng không, số đi chậm, tương tự giống như nhau. Rồi cái lý do nữa là khi các bạn ngã xe nè, lỡ các bạn chạy trên đường thì ai chạy xe đạp không té các bạn, nếu các bạn hay vận động viên đi nữa, bây giờ mình đang chạy ngó lơ cảnh đẹp quá ngao du, mới liếc qua cái quay lại cái lỗ cái cục đá các bạn té không, mình không thấy tại thiên đúng không, té thì cái quy luật té xe các bạn thấy, quy luật té xe là xe nó mất phương hướng, mất phương hướng mà nó đảo thế này, nó quay nằm nhầm, nó nằm ngang như luôn thì vậy các bạn không được. Còn nếu các bạn thắng dầu hoặc thắng dầu đi hoặc thắng gì cá đức không vàng đức liền, đó là thiếu rồi đó, mất quy tắc không đúng. Thêm một cái vấn đề nữa thì cái này rất là quan trọng, thứ nhất là xin lỗi cái dây đề vỏ dây đề thì các bạn đừng có mua vỏ dây tệ quá, tại vì tôi biết chắc quay có hai loại, loại Trung Quốc là rẻ tiền thì cái nhựa trong các bạn, cái nhựa trong nó không có trơn. Các bạn lên internet, lên Google các bạn search đi những loại lubricant đó, derailleur housing đó, là có nó có tôi hiểu là nó vô có nó, cái ống nhựa trong á để làm bô trơn, nó đã nhựa lẫn nhẹ rồi nó có bô trơn thêm cái mỡ bò nhớt gì nằm trong đó, gì rất là nhẹ các bạn không cần vô mỡ bò, thì cái nhựa đó rất là trơn, giờ nó ít nó cứng nó lâu mòn thì mình xài lâu hơn. Còn nếu mà loại loại giảm giỏm thì các bạn cái nhựa trong đó, các bạn ship dài lần tháng hay bận tháng cái nhựa trong nó mềm như cát, nó cứa mòn cái ống tiếp nhựa, cái ống nhựa trong đây nè, bắt đầu nó tới như cát bựng cái cước ngoài bắt đầu nặng lên nặng xuống nặng, đúng không? Cái đó là lý do. Cái này là quan trọng nữa thì các bạn đây, những cái đầu đầu chặn vỏ dây đề thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong một chiếc xe, mà nếu mà dây âm hoặc dây nói chung là dây đề mà các bạn đi suốt từ trên xuống dưới thì các bạn dùng những hai đầu, mà những lỗ xe mà nó đứt khúc nhiều hoặc nó có đi âm sườn mà nó chặn ở khúc này cái kia cái nọ thì 4 cái, ít nhất 4 cái hoặc 6 cái, thì các bạn nghĩ nếu mà cái đầu này á nó giỏm á, các bạn đồ giỏm á, các bạn chỉ cần thử nha, lấy răng các bạn cắn nhẹ thôi, các bạn thấy nó mềm liền, thì khi nó mềm là ngay cái đầu này nó mềm nè, thì khi các bạn sang đề đó, khi các bạn sang từ số nhỏ lên số lớn á thì tốc độ nhanh về tốc độ chậm á, các bạn đẩy cái thì lúc đó lực nó mới gịch nhẹ thôi. Lên số 2, số 3, số 4 bắt đầu căng rồi đó. Các bạn vô thì lực nó giống như vậy, nhưng mà cái dây cáp á nó chịu lực rất là mạnh. Thì mấy cáp xui này nè, này cáp xui các bạn 40 ly, cáp xui hay cáp sắn là cáp, lát tôi nói sao, nó sẽ lúng vào đây, tại này đàn hồi mà bắt buộc không có đàn hồi, cái này là không cho đàn hồi, thắng cho đàn hồi mà đề không cho đàn hồi, tại cái khoảng cách giữa lít 1 cho tới lít 8 xin lỗi khoảng cách giữa lít clip từ clip 1 đi, tôi thí dụ clip 1 tới clip 2, clip 3 tới clip kế thì khoảng cách nó rất là cần độ chính xác. Mà anh này lúng nhiều đầu mà nó bị nhồi nhồi các bạn, giống như cao su vậy đó. Nó lúng các bạn không thấy được đâu, chút xíu thôi. Thì cái đề đá từ clip này qua đến clip kia nó đi không hết, nó đi có 10, đi có 8, có 7, 9 nè. Thì 1, 2 số đầu đi ok,
tới số 3, số 4, số 5 là các bạn kêu rật rật nó nằm ở đây kia, tôi nói cho thợ giỏi cũng không thể nào sửa được. Mà mới ráp á thì nó chưa, các bạn chạy vài tháng nó sẽ bị, tìm hoài không ra nguyên nhân. Thì lý do cái này, bây giờ tôi lấy cái cáp cũ của nó nha. Đây cáp cũ nó ráp vào giỏm đây, các bạn xem, đút vô răng tôi cắn nè. Này tôi ở giờ mới, các bạn thấy không, đúng nè, đó, đồ giỏm, còn đồ xịn nha các bạn. Những thứ này là chúng ta không thể dùng đồ giỏm được, cắn gãy răng không xin nhẹ. Thậm chí có những loại các bạn nhìn kỹ nha, ở trong đây nè, nó có chặn cái miếng thau luôn các bạn, miếng thau để cho đồ cắp xu này không lủng qua, bảo đảm gì cắp không bị, không có độ đồng hồ, rất quan trọng. Các bạn chọn cho đúng nha. Ra khi các bạn biết xe tour công ty du lịch của tôi là cứ 3 năm hoặc 4 năm, thường là 3 năm, khi 4 năm tôi ráp lần, tôi ráp lần. Xe phụ tùng tôi là người chọn, bản thân tôi chọn xong tôi nhập về, tôi là người ráp trực tiếp, không có mua chiếc xe nào ở tiệm cả. Tất cả hướng dẫn viên anh em ở Sài Gòn mà những nào cần, anh em mà có đi những công ty khác, đi tour những công ty khác mà qua đi thỉnh thoảng đó là qua hỗ trợ bên tôi và chạy lên xe tôi rất ok, họ rất thích và số chính xác đi. Đó là kỹ thuật mà mình phải hiểu được nó. Cái thứ hai nữa, khi xin lỗi tôi cứ quên dùng trước sau mà tôi nói nhiều quá, tại vì tôi không có cái bài bản như giấy tờ như người ta viết liệt kê ra, tôi nhớ tới đâu tôi làm tới đó, và cái kinh nghiệm tôi hiểu biết cái kiến thức về cơ khí tôi thì tôi chia tôi nói thôi. Rồi kế tiếp là khi cái dây đề ở trên đi xuống nữa các bạn, thì khi các bạn chạy đó, NTP nó chung đường nào cũng ở Việt Nam, đường nào cũng đường mũi các bạn, đâu có đường nào tốt hết đâu. Thì khi các bạn chạy, giả sử giờ tôi nói là đi những đường làng đá con bầm bầm dơ sướng như có bụi nha, thì bánh trước là bánh bươi, bánh ở sau là chủ động đẩy ở trước, cứ chạy nó bươi, đất cát bươi lên thì nó văng lên phía sau. Thì nếu như xe của ba các bạn đó mà cái dây đề này nè, thôi được rồi, để tôi nói vậy các bạn hiểu không? Nếu như cái đuôi cái dây nó không phải là dây đi suốt, đi suốt từ trên xuống đề sau đề trước, mà nó bị đứt quãng các bạn, mà nó lòi ngoài sườn, nó đi outside đó, nhưng mà frame nó không có đi âm á, thì chúng ta nên gần với cái cùi đề đó, cùi đề á, cái ống dây đây nè, các bạn dùng cái áo mưa của tôi, áo mưa là tôi quán 50.000 bộ, thì các bạn thấy đơn giản vậy đó, như các bạn xài thì các bạn sẽ thấy cái đầu nhựa đây nè các bạn. Ở trong tiết diện của nó bao nhiêu ly rưỡi nhựa cho đàn hồi đi, cũng kéo dần dần cũng ly rưỡi lên chút xíu cũng nữa, thì cái lỗ này rất là nhỏ. Thì các bạn thử dài hạt bụi lọt vô trong là nó đã nặng rồi đó. Những hạt bụi mà nó có bén cạnh đó, vô nó ghim nằm trong cái ống nhựa đây nè, dính mà sát rất là nặng, khó chịu, nó không có làm cho trơn tru. Thì lọt vào đây các bạn lấy ra không được đâu, không lẽ xe mới chạy đi bụi gì ba bốn tháng đi vô đường rừng cái gì về cái cắt ống này tháo khác, cắt này tháo khác, cắt làm gì? Tại sao các bạn không dùng cái áo mưa này của nó là nó có hai loại, một loại là theo cáp, để vô theo cáp nó có hành trình đi nè, các bạn thấy nha, hành trình của 9-11 đi cũng có chút xíu nha các bạn, không có dài đâu. Tôi quen đánh tôi nó nhanh quá, để tôi nói chậm chậm lại đi cho dễ. Các bạn hành trình đây, lên xuống, nó không có ra ngoài. Rồi, thì trên đầu này rất là kính, nước cũng vô không được các bạn. Rồi, cái thứ hai là của ST, thì cái đầu lưỡi này nè, nó có lưỡi gà nhỏ. Cái áo mưa này nè, ở trên này nó kính nha các bạn, dây cáp nó chạy lên chạy xuống được, dây cáp đi lên đi xuống, nó nhẹ hơn này thì nó bót hơn, nhưng mà nó vẫn không cho nước vào. Thì cái lưỡi gà này nằm dính đây luôn, thì dây cáp chạy lên chạy xuống, còn bên đây thì nó kéo nó chạy theo dây cáp này. Đó. Thì
thì hai cái này, những cái nó tôi nói nãy giờ các bạn nên dùng. Thấy như vậy đó, không có đó là xe các bạn nó lâu chạy nặng số đi, có khi các bạn đẩy lên rồi trả nó xuống, cái ủa sao cái đề nó bị gì này đó, nó kẹt cứ ngắt kẹt đất trong đầu đây sao đi, đúng không? Rồi kế tiếp nữa đi là cái dây đề tốt nhất nếu các bạn có dây inox, cái gì phổ biến thôi, còn những loại cao cấp như tách lông cái dây này dây kia thì nó cao cấp, thì mình nói dây phổ biến là dây inox mà được inox xịn của Nhật các bạn, nó sáng hoài, nó không xét, không xét thì đâu rất nhẹ. Còn dây cát mà dây chì hoặc là dây thép mà thép thường bình dân đó các bạn không, để vô vài bữa dài hơn cái bắt đầu nó đen, nó nặng, xét. Còn một anh em không biết mà vô mỡ bò nó là chết. Mỡ bò là dùng cho bạc đạn và dùng nhiều loại, nói chung ở chỗ nào dùng mỡ bò cũng được, nhưng mà tốt nhất là mỡ bò dùng trong môi trường kính, tất nhiên kính đó các bạn, nhưng nhớt xong ra chúng ta để trong máy kính nó có lỗ mũi nhỏ, nó không tiếp xúc không khí nhiều. Mỡ bò các bạn đưa vào vô cái ống này với mấy ống cái vỏ gì đề vỏ gì thắng ít bữa nó thành đất, nó kẹt ở động rít rít rít, các bạn biết nó đường dài mà khúc này kia chỗ rít miếng nhiều nhỏ gấp lại thành to, anh này yếu nên này yếu nhiều anh mà nó rít, mỗi anh rít miếng các bạn lên nó thành cái lực rất là nặng, đúng không? Ra sang số mà khi chúng ta biết chạy xe, chúng ta không nói gì xe đạp này, thường ngày mỗi chúng ta được chạy xe Honda, còn những chạy người chạy ô tô là khác nữa, số mà lọc cọc khó chịu lắm, số phải đi cho ngọt. Khi tôi làm video clip với các bạn thì khi tôi nói chuyện á, thỉnh thoảng các bạn cũng thông cảm cho tôi, tại cái này cái người ta người nào thường người ta hay nói là giang sơn thay đổi bản chất khó dời, mà tôi nói chuyện rất là nhanh, tôi sửa rất là khó, không biết làm sao sửa. Có lúc tôi nói mà đã giọng nói khó nghe mà tôi lại nói rất là nhanh, thì từ ngày tôi làm video clip á, tôi cố gắng tôi nói chậm lắm á, nhưng có lúc tôi giọng nói nhanh mà tôi không có sắp xếp được cái ý định, ý trình tự, nó cũng không hay cái đó. Ra đôi lúc đó tôi dùng những cái tôi nói hơi lộn, tôi làm đúng đó, nhưng mà khi tôi nói lại nói khác. Bây giờ video đã làm rồi, chỉnh sửa khó lắm, mong các bạn thông cảm nha. Đây bây giờ dây cáp, nếu mà chúng ta cắt thì kèm phải cho bấy tay chúng ta phải cho mạnh, mạnh không mạnh gì, nếu mà yếu nữa làm mình cắt cáp lại cắt dứt khoát, không có nhây nhây như mà bầm 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 thịt nha các bạn, nhớ nha. Đây có lò xo, tùy theo kèm có lò xo hay không thì để nó đụng này nè đó, chúng ta bật nó lên, mình bật luôn rồi để vô cắt là vuông góc nha các bạn. Xe dây đây thì đây cái kèm để là vuông góc 90 độ, để vô đo xong rồi mới bật dứt khoát xong. Thì các bạn thấy bất cứ dây cáp của chúng ta mà để trong cuồng để lâu rồi thì cái đầu nó bị nhót. Thường tôi ráp xe của tôi, tôi cắt xong tôi không ráp liền. Ví dụ tôi ráp size xe 15 là tôi đo đúng 15, tôi cắt nguyên bộ 15, 7-8 chiếc 15 gì đó, rồi 7-8 chiếc bao nhiêu chiếc 17, bao nhiêu chiếc 19, bao nhiêu chiếc 21, tôi đo xong tôi làm một rập hút bụp xong hết. Sau đó tôi để cho nó 40 ngày nó nhót, tại nhựa mà cáp xui thì nó có trong có nhựa, mà có nhựa để nó bọc, nó giữ cái cáp đứng dính, phải không? Nó nhót thì những dây cáp tưa đó ra, những anh đó rất nguy hiểm, những cái nhót nhựa nó nhót vào, tôi không biết dùng từ gì, nói chung là cái nó rút lại đó thì lún cái đầu cáp ra. Thì những cái đầu cáp đó mà như tôi đã nói, những anh nào mà xài mà mấy cái đầu đầu chẵn nè, dởm dởm là anh đâm thủng luôn, kinh khủng. Thì nếu chúng ta ráp xe kỹ có thời gian, khi chúng ta cắt xong cắt cho dư, đo xong cắt dương phanh đi các bạn, vâng, để 40 ngày sau các bạn lấy ra cái đầu nó nhóc rút lại, đầu nhựa rút lại, lún cái đầu cáp ra, lún ta để kèm cho tôi cắt cái nữa là coi như xong, nó không có bị không có lòi mấy cái đầu cáp ra.
chắc có thể các bạn ở nhà các bạn chỉnh sửa xe hoặc các bạn lau vệ sinh đó, các bạn có thể thấy rút ra, bạn thấy nguyên lú nguyên đầu cá không, mỗi cái đầu đó. Thì mấy đó anh đó là mấy anh xét mà gặp, nếu mà dây cáp mà thét thường không có ai nữa thì xét miếng chỗ miếng chỗ rít miếng rồi trong này đầu cá đầu cái đầu chậm mềm đó, rồi coi như là các bạn xe các bạn chỉ có các bạn chạy thôi chứ các bạn đưa cho người khác là chê liền. Rồi nếu mà kỹ nữa ha, ráp xe bày ha, cắt xong để phần luôn cho nó nhót xong rồi bắt đầu cắt mấy dây cáp ra, xong các bạn mua nước sơn sơn dầu á, không có xăng nha, tại xăng như đây là quéo mấy cái nhựa này nhúng vô các bạn, rồi là mấy anh này coi như là bị sơn luôn rồi đó. Mấy đầu cáp thì bị sơn luôn, đầu cáp su nè, đầu cước su nè, cước dính luôn không bị xét luôn. Lý do đó mà tôi làm tour biết bao nhiêu năm và xe tôi chạy chưa có ông tay nào chê cả. Nếu các bạn thông tin các bạn vào website vietnamcyclingtours.com và nhiều hướng dẫn ở Sài Gòn làm, nhiều khách hàng chạy xe xong muốn mua xe tôi luôn. Tôi nói thật đó, thấy đơn giản xong mà chạy em quá. Có những khách đi tour của tôi, có thể các bạn xem những video clip đó, chạy từ đây qua Campuchia hoặc chạy từ Hà Nội qua bên Lào. Khách đã đi tour xong, những đoàn sau khách đó quay lại và những đoàn khách sau quay lại, người ta thường được mấy người đi trước người giới thiệu yêu cầu tôi mang xe qua bên đó luôn, tại mấy xe bên kia chạy hoài quá. Các bạn thấy chưa, để muốn tạo được cái thương hiệu, cái tên thì mình phải làm cho nó chất lượng. Tôi xin nhắc lại nha, tùy theo sườn, có những sườn, có những khung sườn dây đề bên tay phải phải đi với mà đi dây đề theo bên mà hông sườn bên tay phải, bên tay trái đi theo bên tay trái, bắt buộc chúng ta không thể thay đổi vị trí, có những sườn không thể thay đổi vị trí được, còn có những đường sườn có thể thay đổi vị trí thì chúng ta nên thay đổi để cho dây đề nó nhẹ hơn. Giờ tôi cắt dây đề nha. Khi chúng ta cắt xong thì cái cáp nó bị móp lại, tốt nhất chúng ta có những cây nhọn thế này này để vô bạn cài xong các bạn. Rồi như tôi vừa nói, các bạn đo thế này đây như này nha, chúng ta dùng tay thôi. Nếu mà đo bên tay trái, nếu mà đo cái dây đề sau bên tay phải mà giỏ dây đề đi qua má sườn mông cái má sườn bên tay trái thì chúng ta phải quay về bên tay phải nha. Rồi quay thế này đây, 180 độ chưa, ok chưa, 180 độ thì chúng ta đo cho đủ dây nha. Rồi các bạn kéo đây luôn ha, trên đây thì ngắn à, kéo xuống này cho nó dài nè. Rồi kéo đến trên sườn, tùy theo, nói chung là giấy đi thật đi thả suốt hoặc là đi đứt quãng chúng ta cũng phải đo thế này thôi. Rồi như sườn này thì nó đi ngoài nó có đứt đoạn, thì ngay chỗ này chúng ta dư ra, các bạn thấy nè, dư không, đây nó tôi cho dư phân rưỡi. Rồi phân rưỡi đủ rồi đó, chúng tôi cắt thì một phân rưỡi. Thì trước đó là chúng ta đã đo cái bô tăng rồi nha, theo size đúng. Cái này là tôi nói là khi xe đã cân chỉnh bô tăng di động xong hết đó, hoàn thành hết đó, tay nắm nó xong hết rồi nha. Còn nếu các bạn đo mà các bạn cái tay này nè, tay shifter nè, mấy cái tay ba ta bấm xả, các bạn đưa vô đây nhiều quá không được, thiếu, thì chúng ta phải tra hai cái tay nắm này vô, đưa cái này đúng vị trí của nó rồi chúng ta mới đo, nhớ nha. Rồi bây giờ đo cắt, ok, đây bên trái bên phải bằng nhau, xong chúng ta dựng cây nhọn đây, ta cho cái lỗ trở về vị trí bình thường nha, đặng
để chúng ta xọt cáp vô nó dễ. Mới mà nó không đến đổi, nhưng mà khi mà bạn những xe cũ của bạn tháo ra đó, thay các dây mới mà dây cáp còn tốt, mà dây cáp đã được cắt rồi thì nó bị tưa. Bây giờ chúng ta phải có công cụ này vô nó dễ. Rồi sau đó dùng những đầu ba dùng đồ tốt. Rồi cái này chịu khó nha các bạn, gắn vô gì không đủ đâu, các bạn kiếm cái địa điểm nào đó hoặc cái kèm gì đó, các bạn đẩy cho cứng vô sát vô nha. Ok, có những lựa dây tốt nhất chúng ta cho thêm miếng nhớt nhớt bồi các bạn, cái này vô nhớt được nha, cho phép vô nhớt nhưng mỡ bò là không được. Mà tôi dùng mấy dây tốt mà ra tôi không cần vô đâu, nhiều người hỏi tại sao tôi không cần, tại nó trơn trong rồi đủ rồi. Quá ok các bạn, đây các bạn thấy không, dư được chút xíu đây. Ok, cái dây đề này cũng quan trọng các bạn, cái vị trí của nó, bạn đưa qua đây, đưa qua đây, tùy thuộc vào cái đề, nếu cái tùy theo vào cái xăng dĩa phía dưới, nếu phân xăng dĩa phía dưới mà dây đề đi phía bên tay phải sườn thì chúng ta đưa lòng dây đi qua đây để tạo đường cong nó đi, chúng ta không thể đi dặn xuống đây cái chặt qua đó lại vậy thì nó rất là nặng, cái đó sai nha các bạn. Rồi xong bên đây thì những cái đề này là anh đi dây phía bên kia, dây phía bên trái, dây xuống các bạn, dây thả đó, tôi phải đi bên đây bạn xem nhé, các bạn đưa mà dư cái này là không được, không tốt, đủ và dư dư chút xíu thôi. Rồi rất đẹp. Rồi, bên này. Là sắp xếp cho nó đẹp theo trình tự giống như chúng ta đang giỏ vậy cho nó đẹp. Rồi ok, bấm đường vô dây này nè các bạn, quái đản không giống ai, dư nhiều quá làm gì. Rồi chúng ta giờ là thiếu là ok đủ. Chúng ta có đi di động, chúng ta kéo đo vừa phải, dài quá không tốt mà thiếu không được, thiếu thì mấy đầu kho sẽ bị gãy. Rồi rồi đây, bây giờ chúng ta cần gáo mưa. Gáo mưa thì thật sự là chống sình lầy nước cũng đúng nó luôn, chúng ta nhận kéo sát vô như thế này. Rồi chúng ta xỏ cái dây đề vào, các bạn xem thử nha, nó rất là bóp. Bạn xem
xem nha, kéo xuống nó giãn nè, đẩy lên nó không đi nè, các bạn thấy không, cả thùng và thùng nè, bóp rất chặt để nước không vào. Rồi. Rồi giờ ta kéo cái ống bơm lên cao, nó là gài này vô. Rồi xong ống bơm phải đi xuống dưới, kéo xuống dưới. Rồi các bạn thấy đẹp không? Hiện tại là cái sên nằm ở giữa nhỏ và lít nằm ở lít nhỏ, thành ra cái dây vậy, cái dây đuôi dây đây nè, các bạn thấy khúc này nè, nó dài, thật sự nó không dài. Khi các bạn lên lít cái dĩa giữa dĩa lớn thì nó sẽ kéo ra, kéo lên thế này nè, đó ha, giờ đủ á.